Lúc nãy tôi thấy hai vợ chồng nó tâm tình ngoài bờ sông á. Tụi nó đang có chuyện vui mà chuyện này anh chưa biết đâu. Tụi nó có chuyện vui mà tôi không biết. Chắc chị biết à? Trời đất, anh nhìn mặt tôi vui vẻ hạnh phúc như vậy là dĩ nhiên tôi biết rồi. Anh sắp lên chức ông ngoại rồi đó. Thì tụi nó có con là tôi là ông ngoại chứ không lẽ ông nội. Mà ủa, chị nói sắp lên chức ông ngoại? Đúng rồi. Chị nói vậy nghĩa là con Huệ nó đã có bầu rồi. Má, con có con rồi. Tía, con sắp được làm má rồi tía ơi. Má biết rồi. Huệ, má xin lỗi con. Xin lỗi con nhiều lắm. Ủa, sao má xin lỗi vợ con? À, tại cái chuyện mà má giật em Huệ tường thành đúng không? Má đừng có lo, thằng Thành nó trả em Huệ lại cho con rồi, không có đòi lại nữa đâu. Với lại bây giờ á, nếu mà có đòi lại, em Huệ cũng không có chịu đi. Em Huệ chỉ ở bên cạnh con thôi, với lại để em bé cho con mình con à. Anh này, má đã đối xử tệ với con, vậy mà con còn... Má đừng nói vậy, bây giờ mình đã là người một nhà của nhau, mình phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau chứ. Cảm ơn con. À má, con đói bụng quá. Con đói bụng á thì tự đi kiếm cơm ăn. Sắp làm cha rồi, phải biết lo cho thân mình chứ. Con biết rồi. Con tự lo cho con. Mà không những vậy nha, con còn lo cho tía, lo cho má, cho vợ, là cho con của con nữa. Tại vì con á là trụ cột ở trong nhà mà. Giỏi, con rể giỏi. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.